Mến chào tất cả các bác nha. Ngày nay lên cho anh em một cái combo. Combo này thì chuyên dành cho anh em chơi sự kiện anh em nhé. Với đều là những cái mạch rất là cao cấp. Đó là LT5000 thì sẽ sử dụng mạch Class D anh em nhé. Và TD1500 thì sử dụng mạch Class TD anh em nhé. Một cái Class D và Class TD. Đấy. Hai dòng này thì bên em cũng giới thiệu với anh em khá nhiều rồi đúng không ạ? Đều là những cái dòng cục đẩy mới tại bên em cung cấp. Với hai dòng này thì nó đều có những cái ưu điểm rất là nhiều ưu điểm anh em nhé. Đầu tiên cái Class D này thì công suất của nó lớn và nó cho ra cái chất âm rất là sáng, sạch anh em nhé. Đó, và thêm nữa nó rất là nhỏ gọn. Còn Class D này hiện tại nó chỉ có gần 20kg thôi. Đấy, và nó rất là nhỏ gọn anh em thể nhìn thấy ạ. Rất là nhỏ gọn anh em nhé. Và giá của nó cũng rất là ok cho anh em. 12 triệu anh em nhé. 12 triệu. Với LT5000 thì mỗi một kênh này là 1200W anh em nhé. Mỗi kênh này là 1200W. Đó, mỗi kênh này là 1200W. Công suất rất lớn nữa. Thì ở đây thì mỗi một kênh này có thể đánh được full đôi 40 anh em nhé. Ví dụ như là những chiếc full đôi 725 anh em nhé. Ví dụ như là những con 725 đấy thì nó là full đôi 40 coi 100 thì mỗi kênh này đánh một quả anh em nhé. Đánh một quả ngon lành. Và Class TD thì TD 1500 thì nó công suất của nó lên 1500W được kênh anh em nhé. Và nó sử dụng mạch Class TD. Và anh em có thể thấy là con này thì em đã tháo ruột ra cho anh em xem rất nhiều rồi. Cái mạch của nó rất là khủng anh em nhé. Nói chung rất khủng. Công suất của nó, dòng áp của nó lớn. Nó có thể đánh được những cái dòng loa súp khó tính nhất anh em nhé. Kể cả hiện tại em đang đánh với súp kép. Nhưng mà súp kép của bên em chỉ là coi 100 thôi anh em nhé. Nhưng mà nó có thể đánh được coi 125 anh em nhé. Đánh tốt coi 125 dư công suất. Đấy, đánh rất căng luôn. Và tiếng súp ra cực kỳ lực anh em nhé. Đấy, thì một combo như này. Còn TD 1500 giá 12.500.000 đồng anh em nhé. Hai thiết bị này bên em cũng sẽ bao ship cho tất cả anh em. Và cuối cùng đó là bộ não của âm thanh. Đó là con DX480. DX480 giá 6 triệu anh em nhé. Con này thì em sẽ cắt tần. Sử dụng cắt tần như nào thì sử dụng anh em ở đây. Em sẽ cài cho anh em mấy mốt anh em nhé. Đây em đang cắt từ 60 đến 70 Hz. Suma B. Tức là sao? Kênh 1, kênh 2 sẽ là 60. Còn kênh 3, kênh 4 sẽ là 70 Hz anh em nhé. Sum 2 kênh AB lại thì sẽ là sup anh em nhé. Chập 2 kênh ấy. Đấy, thì TD 1500 là đảm nhiệm đánh sup anh em nhé. Đánh sup kép. Còn LT5000 thì anh em sẽ đánh những line array. Đấy, đánh full anh em nhé. Đánh full. Một con đánh full, một con chơi sup. Đấy, thì đây là một cái combo rất là hoàn hảo cho anh em chơi. Đấy, và cân nặng cũng không quá cao anh em nhé. Không quá cao. Với cái con quản lý nguồn, cái con code server này thì nó nặng đâu đó tầm 4kg anh em nhé. 4kg. Con LT5000 nó nặng tầm chưa tới 20kg anh em nhé. Tầm 20, em có nói chuẩn luôn là 20 cho nó dễ. Thực chất nó chỉ tầm 18 anh em nhé. 18-19 thôi. Đấy, tiếp tục con TD1500. Con này nhìn thì có vẻ rất to anh em nhé. Nhìn có vẻ rất to nhưng mà nó chỉ nặng 31kg thôi anh em nhé. 31kg thì đâu đó với combo này anh em có thể thấy là nó nặng chỉ có bao nhiêu. 31 cộng với 20 là 51, cộng với 4 là 55kg anh em nhé. 55kg mà trong khi đó công suất rất lớn anh em nhé. Đây, 1200, 1200, 1200, 1200, 8 ohm anh em nhé. 1500, 1500, 8 ohm. Công suất cực kỳ lớn mà chỉ 55kg thôi. Tại sao em nói là đây là cái cân nặng vừa phải? Vì nếu mà anh em mua những cái cục đẩy ấy, trên thị trường có rất là nhiều các cục đẩy nó rất là nặng. Ví dụ như là MA1300 đi cùng với 1300W, với 1200W đây, 1800W thì nó nặng rất là nặng. Cục này nó lên tới gần 40 cân, cục này gần 40 cân thì nó tầm khoảng độ gần 80 cân rồi anh em nhé. Tầm 80 cân combo này. Nhưng mà combo này nó cực kỳ là
là nhỏ gọn cho anh em nhé, cực kỳ nhỏ gọn. Kia là một cái combo rất là gấu, và combo này cũng không gấu cũng không kém anh em nhé. Và thêm nữa là với hai cục đẩy này đều sử dụng mạch là mạch thế hệ mới, cho ra chất âm rất là lực và sáng anh em nhé. Đảm bảo với anh em, nếu mà so về độ lực sáng thì combo này nó chất hơn combo kia anh em nhé. Combo này sẽ chất hơn combo kia. Combo kia là một trong những cái combo mà nó chỉ là bình dân thôi anh em nhé. Còn combo này là combo cao cấp anh em nhé. Combo cao cấp cho anh em. Đó, và với cái cấu hình này là một trong những cái cấu hình cao cấp. Anh em có thể thấy là nói chung là không cái gì phải suy nghĩ gì cả anh em nhé. Class D và Class TD rồi, những dòng class mới nhất bây giờ. Và độ bền thì cuối cùng em sẽ nói đến độ bền. Thì độ bền thì anh em cũng có thể biết, những dòng nguồn xung thì nó hay bị lỗi nguồn đúng không ạ? Những Class D và Class TD mà nguồn xung thì rất hay bị lỗi nguồn, vì điện của Việt Nam mình nó không tốt anh em nhé, không ổn định. Nhưng mà khi anh em sử dụng hai dòng cục đẩy này thì anh em tha hồ là ổn định luôn, vì đều hai dòng này đều sử dụng là nguồn biến áp xuyến anh em nhé. Nguồn biến áp xuyến mà nó không nặng hơn những cái nguồn biến áp xung kia là mấy anh em nhé. Với những cái công suất mạch Class D mà 1200W nhưng ngoài thị trường nó cũng nặng rơi tầm khoảng độ 13-14kg rồi anh em nhé, 13-14kg. Thì anh em có thêm vài kg nữa ra thì dùng con này nó ổn định hơn rất là nhiều anh em nhé, ổn định hơn rất là nhiều. Đấy, nặng hơn một chút anh em nhé, mấy cân. Đấy, con Class TD cũng vậy, để anh em sử dụng nó rơi vào tổng 20kg nếu mà Class TD. Đấy, nhưng mà con này chỉ nặng 31 thì thêm chục cân nữa anh em nhé. Thì nếu mà như này thì nó chỉ nặng hơn những cái bộ dàn kia, nó rơi tổng khoảng độ 15 cân thôi, 15-16 cân. Nhưng mà đổi lại, anh em có thể đổi lại một cái rất là hay, đó là độ bền anh em nhé. Độ bền tốt, cái nguồn xung kia thì nó dễ chết, mà chết nó, sửa chi phí nó cao anh em nhé. Còn đâu cái nguồn này cực kỳ bền bỉ luôn anh em nhé, cực kỳ bền bỉ cho anh em chơi. Đó, thì anh em có thể lựa chọn anh em nhé. Code server này là 6 triệu. Đó, con LT 5000 giá hiện tại đang là 12 triệu, và TD 1500 giá là 12 triệu 500. Đấy, đây là một cái combo rất là chất, để anh em ghép một mixer vào nữa là anh em có thể chơi được rồi. Đấy, anh em nếu mà anh em có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đấy, ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em ở những video sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.